Đồng Nhi khéo léo khoe vòng một trên sân khấu, Thu Thủy diện túi xách 100 triệu đi sự kiện. Đồng Nhi Thu Thủy ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Đêm qua ngày 17 tây tháng 8, Đồng Nhi xuất hiện tại một sự kiện tôn vinh những người phụ nữ Việt trẻ đạt được nhiều thành công ở lĩnh vực mà họ hoạt động. Nữ ca sĩ diện bộ váy đen khoe bờ vai thon, điểm nhấn là phần lông vũ được đính kết tỉ mỉ. Tại đây, Đồng Nhi vinh dự được tôn vinh ở lĩnh vực ca sĩ khi nhận được sự đồng nhất của các thành viên trong hội đồng nghệ thuật và khán giả. Một lần nữa, Đồng Nhi góp thêm vào bảng thành tích giải thưởng của mình, giải thưởng danh giá lần này. Điều đó chứng tỏ con đường hoạt động âm nhạc nghiêm túc của Đồng Nhi ngày càng thành công và được ghi nhận. Sau khi nhận giải, Đồng Nhi thay bộ trung suất đỏ với phần ngực được khoét sâu, khéo khoe vòng một nghệ cảm của mình để lên sân khấu biểu diễn. Nữ ca sĩ đầy nóng bỏng khi mang đến bản hit Mr. Sexy mà cô từng gây ấn tượng mạnh tại chương trình đêm hội chân dài 10 vừa qua. Hiện tại, Đồng Nhi đang tất bật chuẩn bị cho live show đầu tiên trong sự nghiệp của mình sẽ diễn ra vào ngày 2 tây tháng 10 tới. Cũng trong sự kiện này tối qua, Thu Thủy thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người với chiếc váy đen của nhà thiết kế Lâm Gia Khang, ôm gọn thân hình thon gọn và quyến rũ của mình. Nữ ca sĩ càng nổi bật hơn với chiếc túi Hermes trị giá hơn 100 triệu. Cũng trong sự kiện này, cô đã vinh dự cùng nhạc sĩ Đức Trí lên trao giải nhạc sĩ nữ được yêu thích cho Vũ Cát Tường. Hiện Thu Thủy cũng đang tập trung ghi âm cho những ca khúc ballad mới cho dự án âm nhạc dài hơi mà cô đang ấp ủ từ đây đến cuối năm. Thu Thủy đang rất nôn nao và háo hức với dự án lần này của mình. Đây cũng là lần đầu cô kết hợp với nhiều nhạc sĩ tên tuổi để cho ra mắt những ca khúc thật hay dành tặng cho khán giả của mình. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.